Ok, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Anh Đức Digital. Trước mặt chúng ta đây là chiếc máy Sony A6400 bằng xương bằng thịt. Như các bạn biết đấy là trước khi ra mắt thì bên Sony Việt Nam đã có mang về một số dòng máy để review vào trên tay và được đón nhận rất là nhiều review tích cực và được rất là nhiều người làm phim quan tâm. Và đây có thể nói là một trong những dòng máy được Sony mặc định cho đây là dòng máy chuyên về quay phim. Và đây là một cái sản phẩm phải nói là rất phù hợp với những anh chị em làm dịch vụ về quay phim với mức phí rất là hợp lý nhưng mà chất lượng thì đỉnh cao. Và đây là một trong những dòng máy được mệnh danh là quái vật Sony, quái vật lấy nát nhanh nhất tại thời điểm này. Ok, và chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem bên trong có gì nhé. Hiện tại thì bên Sony A6400 được ra mắt với 3 phiên bản khác nhau, nó gồm là Sony A6400 Body, Sony A6400 Kit 1650 và Sony A6400 Kit 18135. Đây là cái phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng. Đây là số hướng dẫn sử dụng của nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Rồi. Đây, đây là chiếc máy A6400. Chúng ta thấy đấy, kiểu dáng gần như không khác biệt nhiều so với những dòng 6.300 và 6.500. Có chẳng chỉ là những cái nâng cấp về trong là cấu hình, mà đây là được mệnh danh là một trong những dòng máy quay phim đỉnh cao của Sony với phân khúc giá rất là hợp lý. Tiếp theo đó là cái ống kính 18-135. Thì đây là phiên bản đi kèm kit 18-135, bên nên bên trong thì có ống 18-135 các bạn nhé. Tiếp theo đây là dây đeo máy, cũng giống như những phiên bản trước. Đây là sạc trực tiếp vào trong máy luôn nhé. Rồi, đây là dòng FW50. Đây là một trong những dòng pin phổ thông của Sony trước bây giờ. Nó tiếc nó không phải là dòng pin FW100, mới dùng lượng nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Anh Đức Digital nhé. Xin chào các bạn, bye bye.